Chạm bóng một lần duy nhất trước Man City, Sanche tiêu tốn của Man United 2,2 tỷ đồng. Gia nhập MU vào tháng 1 năm 2018, tiền đạo Alexis Sanche trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất xứ sở sương mù với 400.000 bảng trên tuần, ngoài ra là 75.000 bảng tiền thưởng tương đương 2,2 tỷ đồng, mỗi lần ra sân. Đáng tiếc là từ khi đến sân Old Trafford, Sanche thi đấu một cách mờ nhạt và anh chỉ được ra sân 18 lần, trong đó 8 trận chính thức, 10 trận vào sân thay người đóng góp một bàn thắng và ba pha kiến tạo trong suốt mùa giải 2018/19. Ở trận derby thành Manchester dạng sáng 25 tháng 4, Alexis Sanchez được huấn luyện viên Solskjaer tung vào sân ở phút 83 để thay Damien. Sự có mặt của ngôi sao người Chile được kỳ vọng sẽ giúp MU có thể kiếm được một bàn thắng danh dự, nhưng tất cả những gì anh để lại trong trong quãng thời gian cuối trận 12 phút tính cả bù giờ chỉ là một pha chạm bóng và pha chạm bóng này khiến MU mất toi 2,2 tỷ đồng. Tiên phí ra sân của Sanche. Nhiều cổ động viên, quỷ đỏ tỏ ra thất vọng và giận dữ thốt lên, Alexis Sanche đúng là đang ăn cướp tại Manchester United. Với tình hình này, Sanche sẽ là cái tên gần như chắc chắn sẽ được Man United thanh lý để giảm bớt gánh nặng chi phí cho đội bóng. Truyền thông Anh Loan Tin MU đã thiết lập một quỹ thanh toán khẩn cấp để đền bù hợp đồng cho những cầu thủ mà họ muốn đẩy khỏi Old Trafford, trong đó có Sanche. Tuy nhiên hiện tại chưa có đội bóng nào ngỏ ý mua Sanche vì lo ngại trước mức lương quá cao phải trả cho cầu thủ này. Sông Lam